Chiều ngày 25 tháng 8, thị xã Đông Triều đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành giáo dục và đào tạo. Tới dự có đồng chí Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực thị ủy, đồng chí Hải Dương, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã và đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã. Năm học 2016-2017, ngành giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã và Sở Giáo dục và Đào tạo. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác nâng cao chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ như chất lượng đại trà được nâng lên, chất lượng học sinh giỏi tăng cả về số lượng và chất lượng. Trong năm học vừa qua, toàn thị xã có 1.398 học sinh tiểu học và trung học cơ sở đạt giải tại các kỳ thi, hội thi cấp thị xã. 454 học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt giải tại các cuộc thi Olympic toán, vật lý qua mạng Internet và IOE cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đạt 97%. Các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chương trình mục tiêu như phổ cập giáo dục được giữ vững, xây dựng nông thôn mới, xây dựng trường chuẩn quốc gia, công tác kiểm định chất lượng giáo dục được quan tâm và thực hiện tốt. Đến tháng 7 năm 2017, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Đông Triều là 80 trên 86 trường, đạt 93,02%. Đội ngũ giáo viên được bố trí đủ về số lượng, chất lượng được nâng lên cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác. Công tác quản lý giáo dục có nhiều đổi mới và tiến bộ. Các trung tâm học tập cộng đồng ở 21 xã phường được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả, hoàn thiện và khai trương phòng giáo dục điện tử, cổng thông tin công nghệ GIS, ứng dụng vào trong giáo dục lịch sử, địa lý địa phương. Năm học 2017-2018, ngành giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều xác định nhiệm vụ chủ yếu đó là tiếp tục tổ chức hợp lý mạng lưới giáo dục cơ sở, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn tiếng Anh trong các trường phổ thông, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, tăng cường công tác tài chính, cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng giáo dục và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục và đào tạo thị xã đã đạt được trong năm học vừa qua. Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018, các đồng chí yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo thị xã tiếp tục tập trung quán triệt nguyên tắc lấy học sinh làm trọng tâm. Các hoạt động phải được tổ chức quyết liệt trong đổi mới, thiết thực và hiệu quả, tránh phong trào hình thức, làm tốt công tác tham mưu, chủ động rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy giáo viên, nhân viên để nâng cao chất lượng giáo dục, nghiên cứu nhân rộng các mô hình mới và các nhiệm vụ trọng tâm khác. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017 đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều tuyên dương khen thưởng.